Thưa quý vị và các bạn, 50 năm trước đây, Kinh Thành Huế là nơi diễn ra những trận đánh bom dữ dội. Theo tường trình thì khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ truy đuổi những cán binh cộng sản và thành phần địa phương nổi dậy, họ đã gắng hạn chế thấp nhất những thiệt hại gây ra cho khu di tích. Tuy nhiên dù cố gắng sử dụng pháo binh, hỏa lực hải quân và không kích để chấn áp kẻ địch bên ngoài thành, quân đội Hoa Kỳ lại hoàn toàn bất lực với những tay súng bắn tỉa ẩn náu bên trong hoàng thành bởi lẽ đây là khu vực không cho phép nổ súng. Cuối cùng, ưu tiên quân sự đã được đặt lên trên so với ưu tiên bảo tồn các di tích văn hóa. Quân đội Hoa Kỳ buộc phải đánh bom hoàng thành để tiêu diệt những tay súng đang tìm cách kháng cự bên trong. Ông Eric Villa, thuộc Trung tâm Quân sự Hoa Kỳ, chuyên về chiến tranh ở Việt Nam, cho biết. Trận chiến ở Huế đã hủy hoại khoảng 80% các công trình tại Kinh Thành và cướp đi mạng sống của khoảng 100.000 người. Đại nội, nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia là khu vực bị tàn phá nặng nề nhất với hầu hết các công trình lớn nhỏ bị bom đánh sập hiện giờ khu vực này chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát nằm bao quanh một thảm cỏ lớn phía sau lưng điện thái hòa nơi đặt ngai vàng của nhà vua và là nơi nhà vua chủ trì các bụi trầu ngoài ra bên cạnh vô số những lỗ đạn vẫn còn in hàn dấu vết trên các bức tường thành thì bộ sưu tập những di vật chiến tranh được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử cách mạng gần cổng phía đông là minh chứng rõ nét nhất của cuộc chiến. Trong số đó phải kể đến chiếc xe tăng chiến đấu M48 Patton và một chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ A-37 Dragonfly của Mỹ. Nhà nghiên cứu người Huế Nguyễn Xuân Hoa, người đã chứng kiến rất nhiều những thăng trầm biến động của thành phố này cho biết kiến trúc uh, kính thành của huế từ uh, hệ thống đại nội cho đến các lăng tẩm và các ngôi quốc từ trước chiến tranh đặc biệt là trước năm chín sáu mươi thì nó đã được bảo tồn tương đối tốt bởi vì uh, đối về chính quyền của việt nam cộng hòa nhất là đối với ông ngô đình diệm thì ông vẫn có chủ trương bảo tồn gìn giữ di tích huế như một biểu tượng về truyền thống của dân tộc và có thể nói là họ đã có nỗ lực khá tốt trong việc tu bổ ngôi mộ tu bổ một số công trình kiến trúc trong thời kỳ chiến tranh thì trong một cái hoạt điều kiện mà cả miền nam cái cuộc chiến tranh nó bùng nổ khốc liệt như vậy ngay cả thành phố cũng là không thoát khỏi cái những cái trận chiến vì vậy mà kinh thành huế có thể nói là mặc dù nó đã được tồn tại cũng khá lâu nhưng mà những cái hủy hoại thời kỳ 1947 rồi tiếp đến là cuộc chiến năm 1968. Rất nhiều công trình trong kiến trúc của Kinh Thành, một số lăng tẩm đã bị đổ nát và điều kiện để phục vụ du lịch, phục vụ nghiên cứu về văn hóa, về lịch sử có thể nói là rất hạn chế trong hoàn cảnh của đất nước có chiến tranh cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, mặc dù sau năm 1975, việc phục hồi những di sản văn hóa bị phá hủy trong chiến tranh cũng đã được quan tâm nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong những năm đầu, những nỗ lực này vẫn chưa thực sự được xem trọng. Có thời điểm di tích kinh thành Huế bị xuống cấp hết sức trầm trọng và ngay trong nhận thức, người ta cũng xem nhẹ, thậm chí là rẻ rúng những giá trị văn hóa của dân tộc. Chỉ đến khi nhận thức của người dân thay đổi cùng với sự lên tiếng của giới trí thức và người dân Huế thì di tích Huế mới được nhìn nhận một cách thấu đáo hơn. Đặc biệt từ khi UNESCO lập hồ sơ và công nhận di sản kiến trúc cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới thì vào năm 1993 một chương trình quy mô đã được đặt ra nhằm tập trung tu bổ kiến trúc kinh thành Huế cùng hệ thống các lăng tẩm, công trình kiến trúc có liên quan đã được thực hiện từ nguy cơ là di tích bị mai một thì bây giờ có thể nói là rất nhiều công trình đã được phục hồi khá chuẩn mực từ hệ thống kinh tăng cho đến long tầm kiến trúc các ngôi quốc từ một số các hệ thống di tích có liên quan tới kinh thành mỗi ngày thì mỗi được uh, tú bộ khá tốt đi liền với tú bộ di tích thì đáng quý là người ta bắt đầu nhìn nhận thêm những cái giá trị về văn hóa phiêu thể đi liền với di tích như là uh, mùa hát cung đình uh, lễ nhạc cung đình tuồng cung đình nhã nhạc, nhạc và kể cả hệ thống các cái thơ văn trên cơn kiến trúc cung đình thuế từng bước người ta đã bắt đầu hình thành những cái hồ sơ di tích và cho đến nay thì Huế đã được công nhận nắm cái di sản của thế giới đều liên quan đến di tích hết. Ngày nay, Huế là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Chị Hiền Đinh, một du khách đã từng đến Huế nhiều lần cho biết. Mình cũng đã từng được đi du lịch Huế rất là nhiều lần rồi. Cũng tính ra khoảng 4-5 lần gì đấy thì điều mình ấn tượng nhất là cái cái không gian văn hóa ở Huế. À, tại vì hiện tại ở Việt Nam thì còn tính ra còn mỗi Huế là lưu giữ được rất là nhiều cái cái di tích cố đô ngày xưa ấy, tại vì Hà Nội thì có thăng long nhưng mà bây giờ cũng chả còn mấy. thì lần đầu tiên thì mình có đi thì rất là ấn tượng là vì lúc đấy là các lăng tẩm là chưa bị xuống cấp, ấy lăng tẩm của vua Minh Mạng này, của vua Khải Định này, của vua Tự Đức này, thì mỗi một nơi thì đều có một cái nét đặc trưng riêng ấy, mang tính cách của từng vị vua. Con mình thì cũng rất là thích thú tại vì À, được nghe uh, hướng dẫn viên du lịch nói về cái quá trình uh, uh, hầu triều của vua này, rồi làm những cái di tích lịch sử này, sự ra đời của nhà hát đầu tiên tại Việt Nam này cũng đặt được uh, cũng được đặt tại Huế này. Du khách có thể vào tham quan khu đại nội nằm bên trong kinh thành Huế. Quần thể kiến trúc bắt đầu được khởi công xây dựng vào năm 1804 theo lệnh của hoàng đế Gia Long. Đây là nơi trị vì của 13 vị vua nhà Nguyễn cho đến khi vương triều Nguyễn sụp đổ vào năm 1945.